Hello, kính chào tất cả quý khán giả đang xem kênh Kiệt Tứ Đạt của em. Hôm nay em tiếp tục cái chủ đề là câu chuyện của ông Minh Tệ. Và cho quý khán giả xem một cái đoạn video clip. Khi em xem qua thì em cảm thấy rất là bất ngờ trước hành động của một sư cô từ bên Mỹ trở về tìm đến đảnh lễ và cái nơi tu tập của ông Minh Tệ. Có một số quý khán giả bình luận trong kênh nói cái video của em đăng lên nó có cái tiếng nhạc trong đó, nó hơi khó nghe. Thì em cũng xin thưa thật với quý khán giả luôn, cái kênh YouTube của em á, live stream trực tiếp thì nó vàng, nó không có quảng cáo. Mà up video nguội lên thì đặt cái tiêu đề không được. Mỗi cái video mà quý khán giả xem em có lồng ghép cái tiếng nhạc đó thì em phải chỉnh sửa nhiều lần và rất là khó khăn. Có khi từ 3-4 tiếng đồng hồ em mới đăng được một cái đoạn video đó. Cho nên em nói rõ để cho quý khán giả hiểu và thông cảm. Thức đêm thức hôm quay video mà đăng lên không có tiền. Vậy thôi mình ngủ dắt đi cho nó khỏe, ban ngày mình nói, chứ mắc gì mình phải mài mò chi. Live stream trực tiếp thì nó đỡ mệt. Live rồi xong YouTube nó tự đặt quảng cáo, nó có sẵn trên rồi. Còn quay video nguội á, quay rồi xong phải edit chỉnh sửa, phải nghe lại, phải up lên, chờ YouTube nó xét duyệt rồi xong mới dán ảnh, đủ thứ chuyện trên đời trên. Rất là khó khăn. Nên do YouTube bây giờ nó cũng hơi khó, quý khán giả thông cảm. Kính thưa tất cả quý khán giả, có một số người thắc mắc hỏi tại sao ông Minh Tệ ông không chọn cho mình một cái ngôi chùa nào đó để tu tập cho nó phù hợp. Và vì sao ông Minh Tệ không tham gia vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nếu như ông chọn cho mình một cái ngôi chùa hoặc là tham gia trong giáo hội thì ông có thể xin phép tu theo phương pháp hạnh đầu đà, được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tạo điều kiện và chấp thuận cho ổng. Thí dụ ổng vào trong một cái ngôi chùa đó để ổng ở. Không lẽ bây giờ toàn đất nước Việt Nam không có một cái ngôi chùa nào, không có một cái môi trường nào phù hợp để cho ông Minh Tệ ổng tu tập hay sao? Mà ổng phải chọn cách là ổng đi xuống đường, ổng đi ra đường, đi đường quốc lộ, đi đến đâu thì kéo ầm ầm đến đó, gây mất an ninh trật tự, cản trở giao thông. Hơn nữa là đi đến đâu thì xả rác đến đó. Ông Minh Tệ thì ông không xả, nhưng mà hàng ngàn con người uống chai nước suối dục đâu, uống mọc nước mía dục đâu, rồi ăn một hộp cơm hộp bún dục đâu. Không lẽ mình xách đem theo? Mà đâu phải 100 người được 10 người xách đem theo thôi, còn 90 người thì xả rác. Quý khán giả xem những cái đêm mà lễ lọc bắn pháo hoa, hoặc là lễ Noel Trung Thu, hay là một cái sự kiện gì đó, sân vận động bóng đá, hay là một chương trình ca nhạc. Sau cái đêm đó rồi đó, các nhân viên làm công ty vệ sinh đó, họ rất là cực khổ, họ phải rửa đường, họ phải đi hốt rác, rồi gây mất an ninh trật tự đủ thứ chứ, vệ sinh môi trường là từa lưa hộp dưa tè le hộp mé chứ. Bây giờ ra đó là đứng ngoài đường giữa đó rồi, thì mắc cái đó quá thì đứng dựa vô gốc cây, kiếm gốc cây nào xỉa vô cái cho nó rồi. Rồi ngày qua ngày đó biết khán giả thấy, nó không phải nói cái cảnh tượng gì đó nó rất là bắt nháo. Từ lúc mà qua địa phận Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế đó, thì chúng ta thấy cái lượng người đi theo ông Minh Tệ là 78 người cạo đầu mặc đồ bảy màu đi theo, rồi hàng ngàn con người đi theo và trăm YouTuber đi theo. Rất khó khăn cơ quan chức năng mới có thể là giải thích và có thể là thuyết phục được. Và theo cái nguyện vọng của ông Minh Tệ là ông muốn về Gia Lai. Bây giờ thì nơi đó nó cũng vắng vẻ, cũng đỡ. Bây giờ sáng tập trung hàng ngàn người ở đó, chúng ta thấy nó còn khỏi cản trở giao thông nhiều, nó cũng đỡ đi. Nhưng mà ai là cái người đảm bảo cái cảnh tượng như thế này nó sẽ không gây ra không mất an ninh trật tự hả? Và tiềm ẩn những cái gì đó, ví dụ giật đồ, trộm cắp, hay là gây ra một cái sự mâu thuẫn gì đó, vân vân. Tôi đặt thí dụ những cái kênh YouTube nào mà nó không thiện chí với ông Minh Tệ đó, mà bây giờ lỡ ta ra đó nghe ngóng tình hình thì chắc chắn rằng một số nhân vật mà được cho là nhân dân ủng hộ ông thầy đó, ông Phật 2600 năm đó, họ có cho những người đó về được không? Đó vẫn là cái dấu hỏi mà nhiều người hỏi, chứ không riêng cá nhân tôi. Quý khán giả thấy là trên đất nước Việt Nam chúng ta hàng ngàn, hàng chục ngàn cái ngôi chùa, vài chục ngàn tăng ni Phật tử, nhưng mà hầu như là không có ngôi chùa nào xứng đáng để cho ông Minh Tệ ông gia nhập sao? Quý khán giả nghĩ xem, người ta cũng tu theo giáo lý của nhà Phật, ông Minh Tệ vẫn tu theo giáo lý của nhà Phật. Như vậy cái lý do tại vì sao
và ông Thuyết Minh Tệ ông chọn cách là không tham gia chủ trì. Đấy quý khán giả, cái câu hỏi đó tôi dành cho quý khán giả đó. Còn một số người nói á, là ông Minh Tệ trước đây ông có ở trong chùa hay không, thì tôi trả lời là có. Ông ở trong tu viện Chân Như là ông ở 5 năm 7 tháng. Ông ở trong đó 5 năm 7 tháng. Tại vì á, lúc đầu ta hỏi ông nó 3 năm, lúc sau 2 năm, lúc sau là 7 tháng. Thì tôi gom ba cái đó luôn lại là 5 năm 7 tháng. Tôi nói cho nó dễ. Rồi ai muốn nói cái con số nào nó cũng được. 3 cũng được, 2 cũng được và 7 tháng cũng được. Rồi nói như vậy đi, thật chắc là cho nó dễ hiểu. Chúng ta hồi lúc trước giờ đó ủng hộ ông Minh Tệ chân chất thật thà hiền từ phúc hậu, tu theo hạnh Đầu Đà, khổ sở, ngủ nghĩa địa, ngủ gốc cây và không có đi sang hơi. Bây giờ đi sang hơi là tôi thấy nó khác rồi. Và hơn nữa cái hạnh Đầu Đà là đâu được ở chỗ, phải đi tới đi lui, đi khuất thực rồi chỗ này là ngủ chỗ này là phải đi ngủ chỗ khác, đâu có được ngủ chỗ đâu. Còn bây giờ thì có một địa điểm duy nhất đi khuất thực rồi về trong công ty. Như vậy thì người ta nói là hoàn toàn nó có căn cứ. Tại vì một số người đưa ra những cái luận điệu hết sức sai trái. Họ cho rằng ông Minh Tệ là bảo vật của quốc gia, là ông Phật 2600 năm. Ông Phật nào mà đi xa hơi? Ông Phật nào mà đi đâu mà có công ty bảo vệ mới tu được, đi theo hộ tống mới tu được? Không có ông Phật nào mà bắt người ta đi theo hộ tống mà tu được cái chuyện. Đấy, quý khán giả thấy có ông Phật nào mà khi mà xuất hiện á, ông Phật xuất hiện á là phải đem lại cái niềm hạnh phúc, cái sự tỏ hương thơm hoặc là những cái hào quang, cái đức độ, cái cách tu tập cứu nhân độ thế, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Ông Phật nào mà khi xuất hiện người ta phải ngồi 1-2 giờ đêm ngủ gật đó, bỏ công ăn việc làm, rồi gia đình xào xáo cự cãi, xã hội thì tranh giành với nhau, chia phe đấu đá, cái người đi theo thì chết luôn, đất nước của mình thì bị xiên tạc, bị vu khống. Ông Phật nào mà xuất hiện mà giáo hội Phật giáo Việt Nam bị chửi bới tơi bời, có ông Phật nào gì không? Đấy tôi hỏi đó, có ông Phật nào không? Có ông Phật nào dạy người ta bỏ cha bỏ mẹ không? Cha mẹ mình quỳ lại mà không về luôn. Có ông Phật nào mà cha mẹ chết mà không về không? Hoàn toàn nó khác với cái giáo lý của nhà Phật. Như vậy ông Minh Tệ này, ông đang đi cái này đó là ông đang phá, ông đang xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của đạo Phật. Cái đó tôi nói thẳng à, cái này là ông Minh Tệ không khác gì ông đi phá đạo á, chứ không phải là ông đi theo đạo đâu. Cái đó tôi nói thẳng luôn á. Tại ông nói tu theo 13 hạnh Đầu Đà, nhưng mà cuối cùng bây giờ ông giữ được bao nhiêu giới? Đừng nghe những gì nha mà chúng ta biết ở trên mạng, do một số các thằng YouTuber nó bịa ra. Có ai chứng minh là 6 năm nay ông Minh Tệ chỉ ngủ ngồi không? Không có khoa học nào kiểm chứng chưa? Có cơ quan chức năng, cơ quan ban ngành nào kiểm chứng là ông Minh Tệ ông ăn một ngày một bữa chưa? Và kiểm chứng được ông ngủ 6 năm là ông ngủ ngồi chưa? Chưa có ai kiểm chứng cả. Chưa có bất cứ một người nào kiểm chứng ngoài các kênh YouTuber chia sẻ tuyên truyền những cái thông tin bậy bạ, đưa ông Tân Minh Tệ lên nổi tiếng bằng một cách bất đắc dĩ. Cho đến thời điểm này, đất nước bị xuyên tạc vô không đủ thứ, tăng ni Phật tử chùa chiền thì bị tẩy chay. Ông Minh Tệ đi đến đâu thì chùa chiền bị tẩy chay đến đó. Quý khán giả đồng ý tôi không? Bây giờ đâu có nghe ai nhắc chùa chiền đâu. Thậm chí trong nhà ba mẹ của ông đó, để tượng Phật Bắc Hồ, được tượng Bắc Hồ á, bán thân đó, một bên ông Minh Tệ bên, toàn bu bên ông Minh Tệ lại không, chụp hình không, bên Bắc Hồ không ai nhìn đến. Một cái cảnh tượng rất là khó chịu. Cái đó tôi nói thật, tôi phản biện là chỉ có đúng thôi chứ không có sai. Rồi ha, bây giờ tôi mời quý khán giả xem cái video này trước cái hành động của bà sư cô ha. Đây, đây là một sư cô từ bên Mỹ về ha. Đây, phát tiền đây. Đó, một em phát đi. Đó, hai em. Đó, em nào cũng phát ha. Đó, rồi bắt đầu phát cho YouTube nữa nè. Cái này là cái gì đây? Cái cảnh tượng này là cái cảnh gì? Đó, YouTube đó. Mang bao tay, cầm máy quay, cầm thiết bị thì chắc chắn là YouTube rồi. Đó, thấy chưa? Phát tiền đó, ngay cái cốc đó. Cái này là cái gì đây? Như vậy mà không ca tụng, không tung hô sao được? Đúng không? Đúng không? Thấy chưa? Mà cái hành động này rất là lạ. Sư cô mà tiền nhiều quá. Sư cô mà toàn đô la không à. Đô la Mỹ nha. Đô la Mỹ, cái này là đô la Mỹ. Đó, bởi vậy một số các YouTuber á là bị đô la thằng trưởng hết trơn rồi. Đô la thằng trưởng hết trơn rồi quý khán giả. Đây, thấy không? Phát tiền đây.
rõ ràng nha, thấy chưa? Ví dụ gì đây, có vấn đề đúng không? Cái này cái gì tôi không biết nha, không biết, tôi không có nói, tôi không có vu khống, tôi không bịa đặt. Tôi thấy sao thì tôi nói vậy. À, sư cô chơi sọc quá. À, sư cô chơi sọc quá ha. Bây giờ tôi đặt thí dụ như vậy nè, tôi làm YouTube nè, ai đó chuyển cho tôi, anh cho em 200 đô, anh cho em 300 đô, gắng em ơi, cố gắng em ơi, bảo vệ thầy em ơi, người ta xuyên tạc thầy quá, người ta hại thầy em ơi, thầy bây giờ thành Phật sống rồi, à, coi chừng người ta tìm cách người ta hãm hại đó em ơi, bây giờ giáo hội bị xuyên tạc nhiều quá rồi, chùa chiền mất uy tín là từ khi ông Phật 2600 năm xuất hiện ở chùa chiền mất uy tín cho em ơi, em gắng bảo vệ em ơi, cố gắng bảo vệ thầy đó, thì YouTuber nó đưa lên, lên bức bập liền đó, lên phải không nè, mấy ông thấy chưa, người ta tu nè, bàn chân người ta đen luôn nè, cháy xám luôn nè, đó bàn chân người ta là cháy khét luôn nè, có hình mấy con quỷ dưới nó nè, có hình Phật đổ dưới nè, nhưng mà cuối cùng bàn chân ông có gì không, ông ngồi trong ông ngồi trong cái cốc đó, ông ngồi thiền đó, cái chân ông trắng bóc, đâu có đen, đâu có đen, đâu có lột da như hồi lúc mà lộ ngoài đường đâu, đâu có cháy lột da gì đâu, đúng không? Chúng ta thấy là rõ ràng phải không? Tất cả mọi thứ từ từ đi, cái câu chuyện nó sẽ khơi mào ra trước ánh sáng. Một cái bàn chân mà cháy đen như vậy đó, tôi khẳng định với quý khán giả, tới cái ngày mà chết xuống lỗ á, chưa bao giờ lột ra, làm sao lột được? Ông Minh Tệ ông đi chân không mà, phải chi là cái bàn chân ông cháy đen á, mà bây giờ ông đi về ông nằm nhà nằm niệm ông ngủ á, ông nằm niệm ông ngủ á 20-30 năm á, nó lỡ ra tôi không nói. Còn bây giờ ông vẫn đi chân không quanh năm suốt tháng mà, như vậy mắc cái gì mà cái dấu chai, cái dấu cháy đen đó nó lại mắc, đúng không? Vừa vừa thôi, bớt bớt lại. Cái này đó tôi nói mong rằng cơ quan chức năng xử lý những cái kênh YouTuber chia sẻ thi tiên truyền thông tin sai sự thật chưa có kiểm chứng, nói ông Phật 2600 năm có bằng chứng không? Bây giờ tôi đặt thí dụ như tôi nè, tôi bước ra đây, ra khỏi nhà tôi, tôi phỏng vấn cái ông đó, ông đó mà ông đi tu đó, tôi phỏng vấn cái người đi kế bên ổng, cái người kế bên ổng đó, đây ông Phật sống đó, ông này là ông Phật sống nè, ông Phật sống này ông có phép thần thông đó, biến quá đó, ông biến từ giấy ra tiền để trả nợ đó, biến ra mà người ta thiếu nợ mà người ta đi tu á là có người khác đem tiền là trả đó, đây là ông Phật sống đó. Đấy, rồi sao tính sau đây, có phải tôi chia sẻ tuyên truyền thông tin sai sự thật không, mà càng tăng bốc ông Minh Tệ lên thì giáo hội Phật giáo Việt Nam càng bị xúc phạm nhiều hơn. Đây tôi xin phép tôi dán cái video này lên luôn cho quý khán giả xem, chính cái lời nói của những người Phật tử mà những người này từng rất yêu mến ông Minh Tệ, để cho quý khán giả có một cái góc nhìn công tâm. Người này không phe phái với bà Nguyễn Phương Hằng và không phe phái với bất cứ một ai, và người ta có cái cách nhận định thế nào về cái hiện tượng của ông Minh Tệ ha. Đồng ý là cái cậu thanh niên này là một cậu thanh niên rất là nhỏ thôi, còn rất là nhỏ tuổi, nhưng mà đây là một Phật tử đã từng tu ha. Nhìn cậu này là biết, cậu này là quý khán giả biết là một cái người tu rồi, nhìn vô là biết rồi đúng không? Rồi bây giờ tôi xin tất cả quý khán giả ha, tôi mời quý khán giả xem qua cái đoạn video này. Lời khuyên mà Ma Lâm Sang Thái Lan dành tặng cho sư Minh Tuệ, sở dĩ mà cho đến bây giờ Sang vẫn gọi sư là sư Minh Tuệ là bởi vì Sang rất là biết ơn cái hạnh đầu đà của đại đồ đệ của Đức Phật là Ngài Đại Ca Diếp, mà Ngài đã hành trì trong cái giai đoạn trước đó. Thì là bây giờ Sang có một cái lời khuyên chân thành đối với gia đình của sư Minh Tuệ và sư Minh Tuệ luôn. Đó là bây giờ là nếu như trong cái chân tâm của sư mà sư vẫn còn mong muốn được là tu hành, thực hành những cái giáo pháp của lời Phật dạy như sư đã nói, thì bây giờ mình vào chùa mình tu đi. Ha, vào chùa mình làm mà cư sĩ tập sự, gọi là ông điệu, làm ông chú tiểu, tùy cái hệ phái mà mình cảm thấy mình có duyên, hệ phái Bắc truyền, hệ phái Nam truyền hay là hệ phái khất sĩ, thì tùy cái duyên của mình để mà mình tu học lại
Sang nghĩ rằng là đâu đó trong cái quá trình của sư tu thì nó sẽ có những cái sự khó khăn, nó sẽ có những cái sự va vấp. Chứ mình không thể nào mà mình tu hành để mà cho đến bây giờ mà loạn quá ha, Phật tử loạn quá thì như vậy là không đúng với lời Phật dạy nha. Không đúng với lời Phật dạy. Lời Phật dạy là khi mà mình tu hành á, thì cái lực tu của mình nó sẽ làm cho những người chưa có đức tin và họ có đức tin để họ quay về với chính họ. Họ quay về với cái chân tâm, với cái bản thể của chính họ. Bởi vì Đức Phật đã từng nói rồi, ai cũng có cái Phật tánh trong người của mình hết. Thì cho nên, nhưng mà một cái hành giả tu học là đệ tử của Đức Thế Tôn, nhiệm vụ của mình đó là hoàn hóa giáo pháp, để cho người ta dù thấy cái hình tướng của mình, dù nghe một cái câu niệm A-di-đà Phật của mình thôi, người ta cũng tự người ta quay về. Cho nên vì sao các bạn có thể thấy tại sao cố hòa thượng Thích Nhất Hạnh là sư ông Làng Mai, Sang hay gọi, Sang thích gọi cái từ sư ông Làng Mai rất là dễ thương, thì là chung cuộc cái con đường tu của sư ông chung cuộc lại đó là mang lại cái sự hòa bình, mang lại cái sự hòa bình cho các hệ phái, mang lại sự hòa bình cho các đất nước, mang lại sự hòa bình cho các chủng tộc, dân tộc khác nhau trên toàn thế giới, những nơi, những đất nước mà sư ông đã có duyên, sư ông đi qua. Ok. Mà còn lý do tại sao sư tu như thế nào mà để cho bây giờ là chữ lộn ta xèn lên hết. Mình tu như thế nào? Sang không biết là sư đã chứng đắc cái gì chưa? Sư đã lên cái tầng thiền thế nào rồi, thứ mấy rồi? Hay là sư tu, sư đã thấy cái gì rồi? Thì Sang không có biết. Nhưng mà Sang thấy là cho dù sư có chứng đắc ở đâu đi chăng nữa, nhưng mà sư chưa có chứng đắc trong lòng mọi người. Sư chưa chứng đắc trong lòng mọi người, sư chưa chứng đắc ở trong trái tim của mọi người, mà sư chứng đắc ở ngoài lòng. Sự chứng đắc ở ngoài lòng của mọi người, đó là ở trong lòng của những người dân tộc Việt Nam. Thì Sang thấy là bây giờ nó lộn xộn, Sang nghèo quá. Thì có, nếu như mà sư cảm thấy ở đất nước Việt Nam này, sư cảm thấy là sư chê mọi người, các vị tu chùa không ok lắm, không phù hợp lắm, tức là mình damage, okay, damage to each other, okay, thì làm. Thì là mình gọi là mình không hợp với nhau, don't match together, ok, thì là sư có thể đi qua đất nước khác cũng được, ok, thì sư quan đó sư thực tập, bởi vì giáo pháp của Đức Thế Tôn là lan tỏa toàn hành tinh, nhưng mà khi đi về quốc độ nào thì phải tuân thủ quốc độ đó, tuân phải luật lệ của quốc độ đó ha. Còn nếu như sư cảm thấy rằng ở Việt Nam thôi thấy không hợp với mình lắm, không phù hợp với mình lắm, thì mình đi đất nước khác mình tu ha. Xin tiễn dông nha. Thì á là bây giờ nó như vậy đi, thì lời cuối cùng thì cũng với tư cách là một cư sĩ, với tư cách cũng là một người đã từng mến mộ cái lực tu và cái sức khỏe của sư, bởi vì Sang làm không được thì Sang phải là mến mộ sư những cái công chuyện đó. Nhưng mà bây giờ khi mà Sang cũng là một cái người thực tập, Sang cũng đã thực tập rồi, bởi vì Sang đã từng ở trong một cái môi trường mà đâu đó là cũng là 6-7 hạnh đầu đà, chứ cũng không phải là Sang ngồi ở nhà mà Sang bật máy lạnh Sang nói, không có chuyện đó. Thì bây giờ là sư coi nhìn nhận lại đi ha. Tu là để mình quay về với chính chân tâm của mình, mình quay về với chính chân tâm của mình nha, chứ để mà mình không quay về với chính chân tâm của mình thì nó bị trật với lời Phật dạy. Thank you. Đấy, quý khán giả vừa nghe qua một cái cậu thanh niên thôi, đồng ý là người ta còn rất là nhỏ tuổi, người ta còn biết nhận thức như thế nào nữa. Cái gì cũng vậy, đặt cái lợi ích quốc gia của mình lên hàng đầu. Mình đi tu mà làm ảnh hưởng đến xã hội, ảnh hưởng đến biết bao nhiêu người. Đó, không có Phật nào mà bắt chúng sinh là phải khổ sở. Đó là không còn Phật nào chứ. Mà thậm chí là tu đắc đạo rồi là người ta cũng phù hộ độ cho gia đình mình bình an thôi, ấm no hạnh phúc thôi, mưa thuận gió hòa thôi. Chứ không có ông Phật là độ cho mình mà cái kiểu mà có tiền có của rồi đi cái đó, giàu có rồi đi cái đó chứ, mà bệnh mà cầu cho hết bệnh chứ, không có mặt nào mà cầu cho hết bệnh chứ. Nó thẳng đấy, quý khán giả nhìn qua Ấn Độ đi, vừa rồi cái dịch Covid-19 đó, hoàn toàn ông Minh Tệ có thể tìm một cách nào đó cho nó phù hợp,
Thí dụ như là một cái ngôi chùa nào đó, ta ở đó chúng ta tu tập. Thí dụ bây giờ mình chọn cái pháp tu này, thấy không? Mà bây giờ đó xã hội làm phiền quá, thì bây giờ thôi mình tìm một cái chỗ nào đó mình tu tập đi, trong chùa đi. Thí dụ sáng mình ra đó khuất thực rồi xong mình đi vào, mình tu, mình có thể đi ra như thôi. Đó, mình đi ra rồi mình đi vô mình tu. Vậy chứ bây giờ sáng ông ra trong công ty ông lội ra ông dạo cũng 10 phút chứ nhiêu. Mà bao nhiêu người dân phải khổ sở, dầm mưa, dãi nắng, thức đêm, thức hôm, bỏ công ăn, việc làm, hàng ngàn con người đổ xô gì đó. Có một số người đã nói, người ta đã bắt buộc đi. Trời ơi, cần gì bắt buộc, mấy ông cần gì bắt buộc. YouTuber và người dân hiếu kỳ đưa lên là thần, là thánh, là Phật, là cái gì đó, là ngài, đủ thứ hết trơn. Tạo lên một cái sự là mê tín dị đoan, tuyên truyền những cái thông tin sai lệch. Mà tôi thấy cơ quan chức năng cần sớm xử lý mà những cái hiện tượng này đừng có nói để lâu nó khó lòng lắm, nó thiệt sự luôn. Bây giờ hơn nữa là bảy màu, bây giờ là trắng giả đường lộ hết trơn rồi. Mà đồng ý là cái công văn của huyện phát ra là đề nghị các kênh YouTuber không quay hình ảnh riêng tư nữa nè, và chia sẻ thông tin giật tích, câu like, câu view đó, rồi mất đi cái an ninh trật tự trên môi trường không gian mạng nè, là tuyên truyền mê tín dị đoan nè. Nhưng mà bây giờ quý khán giả thấy có làm được gì ai đâu đó, có áp dụng chưa? Chưa có, chưa làm gì hết. Và tôi nói thử bây giờ ông Minh Tệ giờ thử ông qua bên Ấn Độ coi, thử ông đi qua nước ngoài coi ông tu ấy. Nước ngoài biết bao nhiêu người ta tu là người ta còn tu khổ sở cổng nữa. Mà thậm chí trong tăng ni Phật tử trong chùa chiền giờ có người ta tu còn khổ hạnh hơn ông nhiều nữa. Chứ không phải mà chỉ riêng có ông Minh Tệ mới tu được như vậy. Tu bây giờ ông nói lúc trước là khắc thực về đúng không, là không được ở trong một chỗ. Bây giờ ông vô công ty mà ở luôn rồi, đúng không? Bây giờ vô công ty ở là đi xe hơi luôn rồi. Mà tất cả những cái lời nói của ổng đó, hầu như ổng nói lúc trước là người ta rất kính trọng ổng, ta thương ổng, là những cái lời nói chân chất, thật thà, hiền từ, và nói đâu đó rõ ràng đó. Nhưng mà cuối cùng ta phanh phui ra lại mấy cái lời nói của ổng toàn là ổng nói một đàn, ổng làm một nẻo không đó. Vậy rồi kêu người ta kính trọng là kính trọng chỗ nào? Rồi bây giờ lên tiếng nói á, thì nói xúc phạm bậc chân tu. Chân tu là tai tu. Bây giờ giáo hội Phật giáo Việt Nam, truyền thống dân tộc chúng ta hàng trăm hàng ngàn năm, từ khi dựng nước, giáo hội Phật giáo Việt Nam đóng góp cho sự phát triển quê hương đất nước của mình. Bây giờ qua cái hiện tượng ông Minh Tệ rồi, quý khán giả thấy bây giờ giáo hội Phật giáo Việt Nam là một cái nơi phải nói là quá quan đức, quý khán giả, một cái tiếng quan không hề nhẹ cho giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kể cả các đức pháp chủ luôn, người ta tu cái độ hạnh, cái đức độ người ta rất là cao. Nhưng mà vì những cái phát ngôn, những con sâu làm sầu nồi canh đi ra xuyên tạc chửi bới người ta biết bao nhiêu. Ông Phật có suối mình chửi các tôn giáo khác không? Không có suối. Và ông Phật có suối mình đi vô bình luận, mình tấn công nhà cửa tao không? Nhưng mà tại sao mình làm? Mà mình dân danh, mình ủng hộ ông Phật 2600 năm. Đúng không? Tất cả mọi thứ mình đều nói bằng cái miệng không à. Đó. Nhưng mà cuối cùng nói một đàn thì làm một nẻo. Tôi nói thẳng đó luôn. Những người mà đi ủng hộ Minh Tệ này đó, toàn là nói một đàn làm một nẻo không? Đó, thầy tôi xuất hiện tu gì được nhiều thứ này kia cái nọ, nhận thức được nhiều thứ, cuối cùng toàn là đi tấn công, đi chửi bới người ta không, đâm ra một cái sự mâu thuẫn nữa. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong video tiếp theo nha. Quý khán giả nhớ ủng hộ em video một like, một nút đăng ký kênh nha quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.